Con muốn mổ được cho ngực chứ dạ. không muốn mổ được quầng hạch Ừ, bên con kia. muốn mổ luôn rồi, có gì con dưỡng sẹo. Rồi, ok. Dạ, nếu mà Rồi. sẹo thì tầm 4 cm, một Khoảng 3 rưỡi 4 cm sẽ cũng được. Nếu mà sẹo đó mình mặc có con bác sợ gì con không làm được kia. thôi, con thích trên ngực hơn. Không phải mình làm cái gì mình phải chọn cái ưu điểm để mình làm chứ không phải là mình thích. Mình thích sau đó là mình sẽ hối hận vì cái thích của mình mà mình không nghe người Tại chuyên môn. sao phải Thứ nhất chắc chắn là làm cái đường chân ngực đó là nó xấu vì cái mặt sẹo. 10 người hay 9 người sẹo hết rồi. mình Con bôi có bôi gì cũng không ý nghĩa gì hết. Con hiểu không? mình Tại sao một cái đường dễ bắt buộc không làm? Làm mổ nhanh hơn, dễ hơn không làm. Hiểu nó không? Cái đó là phải hiểu. Ở đây rất rất ít người bôi chân ngực trừ những người không chuyên về ngực. Còn cái đó là sự lựa chọn của con, bắt vẫn mổ chân ngực của con nhưng mà sau này thì con đừng sẽ con sẽ không con sẽ đừng hối hận chuyện đó. Quan điểm bác là con không nên làm đường chân ngực vì chân ngực nó không phù hợp với người Việt Nam, nó phù hợp với những người da trắng da mỏng. Không, cái này bác nói cho con chứ không phải nói cho bác. Còn con muốn làm được gì thì bác làm được đó. Con hiểu ý bác không? Nhưng bác biết cái rằng cái đường chân ngực nó không có đẹp và nó mời người đó nó bị sẹo ấy. À, và cái sẹo đó mà nó xấu một cái thì thực ra khi mình nằm xuống á nó không ra một cái gì hết, giống như hai con lươn bạn ra trai con nó nhìn hai cái sẹo đó nó ức chế luôn. Ghê lắm hả ba? À, nó sẹo mà sẹo ngay cái vùng ngực này sao không ghê? Không, mình không che được, không Sao sao có cách gì con trai? Chẳng lẽ con xách đồ ở con nghe con dám biết đúng không? Cái đó là bác đang giải thích cho con mà nói cho con chứ không phải cho bác đó. Cái đó là cái mà con nghĩ là con này phải suy nghĩ lại nha, chứ còn không rồi sau này cái mình quyết định rồi nó sai một cái thì giống như bác là cái người có lỗi với con. Còn con muốn làm chân ngực thì bác làm chân ngực sao đấy, mẹ nó nói rồi sao bác làm.